từ lúc đó. Cái này nó có cái mọt sau của cầu. Ở đây là xã Lạc An. Năm rồi mình, năm trước nữa mình có quay cái video đây, có mấy cài, cái cài nó lột là lột lột ra cái bờ đó là nó nghiêng chứ dân mà. Lạc An chỉnh đủ rồi nha. Giống như cái thung lũng xung quanh là đồi. Tiếc bữa nay mình không có đem theo cái game bồ để mình đi theo nó. Nó quay mà chạy theo nó rung. Nó chạy chậm kiểu này mình đi theo nó được.
Như ở trên đây là được 50 bao không ta? 40 mấy bao anh ạ. Con mấy hả? Trời ơi. Mấy cài nhiêu xíu. Nó có hai mái hả ông nội ơi. 50 bao lúc đó trời. Chắc lâu chưa? Đây nó có chậu sao? Mỗi năm cũng quay đây phải không? Cái này 2 năm rồi. Chí nghỉ hả? Nam chí nghỉ hả? Trời ơi, đó có hai bán. Đồ tiện quá ha, nó bay lên tiện. Nó bay lên tiện quá ha. À, thường thường cái mỏ này để chở gỗ hả? Dạ. Mỏ này thường thường để chở gỗ hả? Vâng, hồi trước thì hay chở cây cơ. Ừ. Giờ nó trở cho to không mà. Ồ, này... 2 tỷ luôn hả? Dạ. Mỏ này có nhiêu tiền ta? Một này giờ đổ 60. Dạ, cái cầu sau này là cầu gì? Isuzu Van. Dạ, Isuzu. Như cái cân của chú như 5 ngàn trong video. Dạ dạ. Hôm nay hồi trước quay cái vụ mà có nước á. Hôm nay 2 năm rồi. Vàng mới chậm cái quay sình lầy không? Rồi đúng rồi. Cái vụ trước là sình lầy không hả? Vàng. Năm nay sao nữa nó mưa này cơ. Dạ. Vàng chứ không có sình đâu. Tại bởi tôi cái ngay chỗ này là đám nào đóng sình á. Mà sao nay nó cứ ngắn. Nhìn thông hết. Rồi, đó các bạn. Để con Ben lên được thêm nữa. Nhóc lên cái. Chờ luôn. Hả? Mình cây á. Ở dưới thì mấy cài nó cũng mấy cái chứ, thường thường xài dòng cua ta 5.000, 6.000 để cài thôi. Còn kéo là kéo máy bánh xích kìa. À, xe bánh xích á. Ờ, đất lầy chạy bánh xích mới được. Còn chạy này thôi à. Với miền Tây á. Dạ. Thì cái này ấy quá. Để mấy cái bánh hơi thì xuống là lúng hết. Dưới đó chạy bánh lồng à anh? Dạ, chạy bánh xích.